Một hôm có hai người cùng đi lên đền thờ cầu nguyện. Một là người Pharisee, còn người kia chuyên làm nghề thu thuế. Người Pharisee đứng riêng một mình và cầu nguyện: Con cảm tạ Thượng Đế vì con không tham lam hay bất lương hoặc gian dâm như bất cứ kẻ nào khác. Con cảm tạ Thượng Đế vì con cũng không xấu xa như người làm nghề thu thuế đang đứng đằng kia. Mỗi tuần con kiêng ăn 2 lần và dâng Chúa 1/10 lợi tức. Trong khi đó, người làm nghề thu thuế đứng mãi đằng xa, cúi gằm mặt xuống, không dám ngước nhìn lên. Người ấy tự đấm ngực và thưa rằng: Chúa ơi, xin hãy thương xót con là kẻ phạm tội. Tôi xin nói, người thu thuế khi trở về nhà sẽ được Thượng Đế tha tội, chứ không phải người Pharisee. Vì ai tự đề cao mình sẽ bị đưa xuống thấp, còn ai tự hạ mình xuống sẽ được tôn cao lên.